Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Trước khi vào cái số tư vấn điện thoại lần này thì nếu bạn nào có nhu cầu muốn mua bộ 4 sản phẩm iPhone đời mới nhất được bảo hành cả rơi vỡ vào nước miễn phí trong vòng 12 tháng, vừa được tặng luôn thêm cả một cái gói bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng. Apple đã bỏ đi cái chính sách này từ rất là lâu rồi nhá. Thì các bạn có thể tham khảo qua tại clickbuy.com.vn. Ngoài ra nữa, tại clickbuy các bạn còn được tặng rất là nhiều quà, ví dụ như là phiếu mua hàng phụ kiện này, rồi là tặng các cái gói quà tặng khác nữa. Thì tất cả thông tin mình đã để phía dưới phần ghim comment cũng như là phần mô tả video này rồi. Và mình thấy là giá bán ở clickbuy cũng rẻ hơn các cửa hàng khác rất là nhiều, vì các bạn biết rồi đấy, cửa hàng bé mà thì phải lấy lãi ít thôi thì người ta mới mua, chứ lãi dày quá thì ai mua, đúng nào? Đấy, phải lãi ít và tặng nhiều quà, tặng nhiều bảo hành thì người ta mới mua. Đấy, thế thôi. Thì hàng chính hãng mới 100% thì anh em yên tâm quá làm gì nữa, đúng nào? Mã VN đây, tất cả thông tin mình đã để phía dưới rồi. Rồi, thế còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Đức Lợi, bạn hỏi là: chào anh nghĩ sao về iPhone lock trong thời gian tới? Thực ra là mình thấy là iPhone lock trong thời gian tới sẽ rất là khó để mà cạnh tranh. Đấy, tất nhiên mình không nói là iPhone lock nó là xấu hay là cái gì cả, vì trước kia là bản thân mình cũng đã sử dụng, đúng nào? Bây giờ mình vẫn đang sử dụng một cái iPhone 7 lock đây. Đấy, nhưng vấn đề ở đây là gì? Đấy là ngày xưa khi chúng ta mua một cái iPhone lock ấy thì cái giá bán của cái iPhone lock với cả iPhone quốc tế nó rất là xa. Mình nhớ là cái thời mà iPhone 11 Pro Max mới ra mắt là giá nó tầm khoảng 30 triệu. Thì cái cậu dựng video ở chỗ mình ấy, cậu mua là 20 triệu. Nghĩa là cái 10 triệu, một số tiền lệch nó quá lớn. Nhưng bây giờ thì cái khoảng cách chênh lệch tiền giữa hàng lock với cả hàng quốc tế nó không nhiều. Đấy. Và thậm chí là nếu mà bạn muốn mua máy, ví dụ như là máy quốc tế nhưng không phải là chính hãng nhé, cũng không phải hàng lock nhé, mà các bạn muốn mua sớm ý, thậm chí hàng sách tay nó đắt hơn cả hàng chính hãng cơ. Đấy, thế thì cá nhân mình nhìn thấy là iPhone ý, thì cái giá hàng chính hãng của nó đã tốt hơn rất là nhiều rồi. Nên là thành ra là sẽ khó cho iPhone lock trong thời gian sắp tới. Bây giờ thì mình thấy là cái nhu cầu mua iPhone lock vẫn còn, nhưng mà nó không nhiều như ngày xưa nữa. Ngày xưa thì nó quá nhiều, quá khủng khiếp luôn. Đấy. Và cộng đồng iPhone lock ở Việt Nam cũng rất là lớn đấy nhá, lớn thực sự luôn. Đấy. Nhưng mà bây giờ thì mình thấy là số lượng người quan tâm tới iPhone lock nó không nhiều nữa. Thực sự là như vậy. Và có thể trong tương lai, nếu mà Apple chính thức về Việt Nam mà lại có cả Apple Store nữa, thì gần như là sẽ là một cái tương lai gọi là tuyệt chủng của iPhone lock ở thị trường Việt Nam ấy, gần như là như thế. Đấy. Hay nếu mà bạn ý nhá, cách đây khoảng 7-8 năm khi mà mình mới bắt đầu làm review ấy, thì cái hồi đó người ta còn rộ lên cái phong trào là root máy Android hay là jailbreak iPhone. Nhưng bây giờ các bạn thấy đấy, làm gì còn ai root máy mấy, hay là làm gì còn ai jailbreak mấy đâu mà, đúng nào? Làm gì còn nữa đâu. Đấy, hoặc là còn rất ít thôi. Ông nào mà kiểu như là thích vọc vạch các thứ thôi thì làm thôi. Mấy là ngày xưa những cái diễn đàn nhiều là chơi mobile hay là những cái diễn đàn mà chuyên về root máy rồi là jailbreak các thứ nó phát triển cực kỳ luôn. Và có rất là nhiều anh em còn kiếm được tiền từ cái đấy, kiếm được nhiều tiền luôn. Nhưng bây giờ còn mấy ai nữa đâu. Đấy, thời thế nó cũng thay đổi rồi. Và nhu cầu người ta mua một cái điện thoại bây giờ nó cũng đơn giản hơn ngày xưa rồi. Đấy, hay như là kể cả bọn mình làm công nghệ cũng thế. Cũng chia sẻ thật với các bạn luôn, đấy là ngày xưa lúc mà bọn mình mới làm review nhá, làm video ra view nhiều khủng khiếp luôn, view nhiều lắm, đặc biệt là những cái máy mới ra ấy, thì về phát nào cái bị cả 100.000 view là sau một ngày. Nhưng bây giờ thì mình thấy là cũng có mấy ai để ý đến cái việc ra mắt máy mới cái thứ đó, chỉ trừ iPhone nhá, trừ iPhone thì người ta quan tâm tới rất là nhiều. Đấy, thế thì nó cũng là cái lý do giải thích cho cái việc là bây giờ cái việc người ta mua một cái điện thoại nó quá dễ, nó không giống như ngày xưa nữa. Nên là những cái nhu cầu để ý đến hàng lock hay là những nhu cầu nhiều là jailbreak hay là các thứ thì nó ít hơn ngày xưa rất nhiều rồi. Nha các bạn nhé. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Nghĩa Phạm. Bạn hỏi là: chào anh Dương, trong tầm giá 25 triệu, anh giúp em so sánh S22 Ultra với cả Z Fold 3 cũ với ạ. Em sử dụng để quay phim, chụp ảnh, chơi game và thích trải nghiệm công nghệ mới. Chúc anh và team thật nhiều sức khỏe nhé. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Thế thì cái này thì dễ chọn quá rồi. Nếu bạn thích quay phim, chụp ảnh thì chắc chắn 100% Galaxy S22 Ultra sẽ tốt hơn Fold 3 và thậm chí là tốt hơn rất nhiều luôn. Chơi game
S22 Ultra cũng sẽ tốt hơn luôn. Đấy. Và thêm nữa đấy là cái chơi game ở trên Fold 3 ấy, nếu mà bạn sử dụng cái màn hình bên ngoài thì chắc chắn là không thể nào mà sướng bằng S2 Ultra được. Còn nếu mà bạn mở cái màn hình ở bên trong ra thì chơi nó cũng không sướng như S2 Ultra được, bởi vì nó bị những cái nếp gấp. Đấy. Và trải nghiệm những cái công nghệ mới hơn ấy, thì thực ra là cái Fold 3 nó được cái là cái công nghệ màn hình gập. Đấy, nó là công nghệ mới hơn. Nhưng mà bảo là về công nghệ camera, rồi là về những cái thứ mà con chip mới hơn, về tấm nền màn hình xịn sò hơn, thì mình vẫn nghiêng về S22 Ultra hơn. Đấy. Pin nó cũng trâu hơn để bạn có thể chơi game được thoải mái hơn mà. Đúng nào. Nên là trong trường hợp này 100% mình sẽ lựa chọn S22 Ultra. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Trang Thao. Bạn hỏi là: anh tư vấn giúp với ạ, tầm 5 đến 6 triệu thì nên lựa chọn máy nào? Chủ yếu là chơi game thôi, dùng được 2 đến 3 năm. Với lại Xiaomi 11T dùng được 3 tháng, giá 5 triệu có mua được không ạ? Thế đầu tiên là Xiaomi 11T dùng 3 tháng, giá 5 triệu là mua được. Đấy, nếu không muốn nói như là đây là một cái mức giá rất là ngon để bạn có thể mua cái sở này hàng cũ, đúng nào. Thế tuy nhiên là với cái tầm giá từ 5 đến 6 triệu, bạn có thể mua được một chiếc điện thoại Realme Q5 Pro với con chip Snapdragon 870. Nói gì nói, chip 870 mình vẫn đánh giá là ổn định hơn là Dimensity 1200, để bạn có thể chơi game dùng được khoảng 2 đến 3 năm, và thậm chí là nó còn có camera đẹp hơn Xiaomi 11T, sạc nó cũng nhanh hơn, sạc là 80W cơ. Đúng nào, nó còn có cả vân tay bên trong màn hình, và nó là hàng mới tinh, chúng ta đỡ phải mua hàng cũ đã sử dụng 3 tháng như thế này. Đấy, thì theo mình nó là như vậy. Còn về cơ bản thì mức giá hàng cũ của Xiaomi 11T là 5 triệu như này, nếu bạn mua được là rất tốt rồi, bạn có thể cân nhắc mua một trong hai con đó nhé. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Đơn Bào. Bạn hỏi là: anh Dương ơi, hiện tại tầm giá 14 triệu hàng cũ thì anh thấy giữa iPhone 12 với cả S21 Ultra, máy nào quay chụp TikTok, Facebook đẹp hơn? Mong anh trả lời, em cảm ơn. Thế thì có bạn comment đấy là S22 Ultra bạn ơi, thực sự camera của iPhone 13 ngon đến đâu nó cũng thiếu góc rộng và độ chi tiết, cũng như là chỉnh sửa cũng đều thua. Nói thì khá vòng vo và dài dòng, nhưng khi bạn mua S21 Ultra, bạn sẽ hiểu được camera góc rộng nó quan trọng như thế nào. Cả hai con đều có camera góc rộng mà bạn. Thì liên quan gì đâu. S21 Ultra cái điểm mà nó hơn so với iPhone 12 đấy là nó có camera tele, và cái việc zoom ở trên S21 Ultra nó sẽ tốt hơn so với cả iPhone 12. Tuy nhiên là với bản thân mình ý, thì mình thấy là nếu mà bạn quay video nhá, nếu bạn quay video và khoản thu âm thì mình vẫn đánh giá là iPhone 12 với camera chính và camera góc rộng nó có phần nhìn hơn đấy. Nhưng nếu mà bạn chụp ảnh nhá, thì đa dụng hơn sẽ là S21 Ultra. Đấy, vậy là bạn sẽ cân nhắc xem là bạn cần nhiều hơn về cái chụp ảnh hay là cái quay video. Nhưng mà thực ra là giữa S21 Ultra với cả iPhone 12 thì mình nghiêng nhiều hơn về S21 Ultra, bởi vì là S21 Ultra nó có cái màn hình đẹp hơn, có thiết kế mình đánh giá là nhìn nó cũng đẹp hơn nữa. Đấy. Và cái bộ nhớ trong tối thiểu của nó đã là 128GB rồi. Điều này rất quan trọng đối với bản thân mình. Đúng nào. Đấy, và với những điều đó thôi thì mình nghĩ là mình sẽ nghiêng nhiều hơn về S21 Ultra. Nói gì thì nói, S21 Ultra lúc mà nó mới ra mắt thì nó được định hình là phải chung mâm với cả iPhone 13 và 12 Pro Max cơ. Đúng nào. Đấy, tuy nhiên là vì cái mức độ giảm giá của nó khá nhiều theo thời gian, giảm giá nhiều hơn so với cả việc giảm giá của iPhone 12, nên là thành ra bây giờ giá hàng cũ và hàng sở nó cũng không lệch nhau nhiều. Đấy. 14 triệu là bạn đã có thể mua được iPhone 12 phiên bản bộ trong cao hơn đấy. Mình nghĩ là chắc chỉ tầm 12, 13 triệu thôi là đã có thể mua được iPhone 12 rồi. Đấy. Thì bạn có thể cân nhắc tiết kiệm tiền hơn chẳng hạn. Nhưng mà với trường hợp này thì mình nghiêng nhiều hơn về S21 Ultra nhé. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng của ngày hôm nay. Câu hỏi đến từ bạn Mạnh Vũ. Bạn hỏi là: bạn ấy có một comment rất là thú vị. Đấy là: bạn nào chơi game thì nên mua iPhone nhé, ổn định hơn nhiều so với các hãng còn lại, tốc độ tung chiêu mượt hơn khá nhiều. Câu comment này mình thấy tương đối chính xác đấy. Đấy, có một điểm rất là kỳ lạ như này. Đấy là iPhone không phải là gaming phone, nhưng iPhone chơi game rất tốt. Và nếu bạn ý thì cách đây mấy năm, cái thời của iPhone 8 Plus mới ra ấy, là các game thủ họ lựa chọn iPhone 8 Plus để thi đấu tranh giải.
trong khi Apple không tài trợ một xu nào nhé. Đấy. Mà lại không sử dụng các thiết bị Android để mà tranh giải với nhau. Bây giờ có những cái hãng điện thoại Android họ tài trợ cho các cái giải đấu game thì các game thủ mới sử dụng thôi. Chứ còn mấy đứa bạn của mình ý, bọn nó hay chơi game nhiều ấy, bọn nó là tao chơi game tao chỉ lựa chọn iPhone thôi. Đấy. Mặc dù là gaming phone bây giờ chơi game rất tốt, gaming phone nó có những cái tính năng hỗ trợ rất là hay, ví dụ như là phím trigger vật lý này, hay như là không gian tối ưu hóa trò chơi này, rồi là có thể tùy chỉnh cực kỳ sâu vào bên trong phần cứng, tùy chỉnh về chip, tùy chỉnh về tốc độ quạt, rồi tản nhiệt các thứ nữa. Nhưng mà rõ ràng là có một điểm rất là nghịch lý, đấy là chơi game nhiều người ta vẫn ít quan tâm tới gaming phone mà người ta lại vẫn quan tâm tới iPhone nhiều hơn để mà chơi game. Hay như năm nay đấy, các gaming phone mới ra mắt chơi game ổn, nhưng mà con chip Snapdragon 8 Gen 1 nó lại bị cái lỗi nhiệt độ quá nóng, nên thành ra là người ta lại quay trở về iPhone người ta chơi game. Đấy. Nên là cái việc Apple họ chủ động, nghĩa là ở đây mình nói luôn là chủ động được trong cái việc là con chip của họ như thế nào, đồng bộ hóa các thứ ra sao, thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với việc là các gaming phone bây giờ vẫn đang phải phụ thuộc vào Qualcomm. Nếu mà một ngày đẹp trời ông Qualcomm ông mới ra một con chip ngon nghẻ thì không sao, nhưng mà đến một ngày xấu trời trong khoảng 2 năm liên tiếp trở lại đây, con chip 888 và con chip 8 Gen 1 đều bị cái lỗi nhiệt độ cao. Thế thì kể cả ông có tối ưu hóa nhiệt độ đằng rời đi chăng nữa, kể cả quạt tản nhiệt có tốt đến mấy đi chăng nữa, thì nó vẫn cứ khiến cho người dùng cảm thấy khó chịu. Đúng nào? Đấy, nghĩa là cái việc các cái hãng điện thoại Android bây giờ đang rất phụ thuộc vào Qualcomm, làm nó khiến cho tại sao thậm chí là gaming phone đi chăng nữa, người ta vẫn không thích lựa chọn mua chơi game bằng iPhone. Đấy là lý do đấy. Các bạn cảm thấy sao? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.